Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý Phật tử, hôm nay Thầy nhận được một câu hỏi của Phật tử Minh Tâm gửi về cho Thầy. Phật tử Minh Tâm hỏi rằng, dạ thưa Thầy, tụng kinh gì để cầu an và tụng kinh gì để cầu siêu? Thưa, đây là câu hỏi mà Thầy thường gặp. Vì đi các nơi Phật tử cũng hay hỏi câu hỏi này. Thông thường chúng ta theo Phật giáo Bắc truyền, để cầu an chúng ta sẽ tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Để cầu siêu chúng ta sẽ tụng kinh Di Đà và kinh Địa Tạng. Nhưng có phải chỉ có bốn bộ kinh này là để cầu an và cầu siêu hay không? Thầy xin trả lời rằng, với tất cả lời kinh của Đức Phật dạy, dù theo hệ tư tưởng của Nam truyền hay Bắc truyền, người học đọc hành trì như thế nào để được an và được siêu, đó mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải tụng mà được an, tụng mà được siêu. Đức Phật ngày xưa, Ngài không có khẳng định đây là bài kinh mà Như Lai dạy, sau này tụi con tụng bài kinh này để cầu an, và đây là bài kinh Như Lai dạy, sau này tụi con tụng để cầu siêu. Nên xưa, trong tất cả nguồn giáo lý chúng ta tìm hiểu thì không thấy Đức Phật khẳng định về điều đó. Nhưng ở đây, bài kinh để cầu an hay cầu siêu, để phù hợp trong cái buổi tụng niệm, thì chư tôn đức của chúng ta, các ngài thấy như kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, nó mang tính chất là tụng để cho người sống nghe nhiều hơn. Kinh Di Đà, kinh Địa Tạng thì trong đó cái nguồn giáo lý, cái ngữ, cái nghĩa chủ yếu thì dành cho người mất, nên đặt đó là kinh để cầu siêu. Nhưng vốn dĩ không phải như vậy. Chúng ta vẫn có thể tụng kinh Di Đà, kinh Địa Tạng để cầu an, và chúng ta cũng có thể tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư để cầu siêu. Quan trọng là chúng ta dụng tâm như thế nào trong lời kinh để được an và được siêu. Thông thường cầu an là cầu cho người sống, cầu siêu là cầu cho người mất. Nhưng thưa, giáo lý của Đức Phật dạy nhằm cho âm và dương đều được hưởng lợi, chứ không phải chỉ riêng một góc độ nào, một thành phần nào. Lời kinh Phật dạy là để cho hàng Phật tử chúng ta ứng dụng tu tập cho thật tốt, nương theo lời Phật dạy mà biết đi đúng đường, biết hướng về điều thiện, biết hướng về với cái tâm thiện lành, thánh thiện của mình, để từ đó mình có hành động, có lời nói sao cho nó phù hợp, cho xứng đáng đạo đức của một người Phật tử. Như vậy, bài kinh Phật dạy không cốt để cầu siêu, bài kinh Phật dạy không cốt để cầu an, mà kinh Phật dạy cốt lõi để cho người đọc tụng biết đường hành trì, biết đường tu tập. Nếu chúng ta nương theo lời Phật dạy thì tự khắc chúng ta sẽ được an trong đời sống này. Và khi chúng ta đã an trong đời sống rồi á, thì khi chết tự khắc chúng ta sẽ được siêu thoát về những cảnh giới cao hơn. Đó là điều tất nhiên, không phải bàn. Còn ở đây, Phật tử nếu nghĩ thương, nghĩ nhớ về ông bà cha mẹ đã qua đời mà muốn tụng bài kinh của Phật để cầu nguyện, thì Thầy xin nói theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, đó cũng chính là thể hiện lòng hiếu thảo, và đó cũng là cách để chúng ta nương nhờ Phật lực, pháp lực mà gửi cái năng lượng yêu thương, gửi năng lượng thánh thiện của mình đến với người mất, mong cho họ được siêu thoát. Nhưng thưa rằng, khi chúng ta tụng một bài kinh, đó là lòng hiếu thảo, lòng cung kính của chúng ta, lòng tưởng nhớ biết ơn của chúng ta đối với người quá cố. Nhưng không phải lời kinh đó tụng là người quá cố sẽ đón nhận được, người quá cố sẽ nghe được, hoặc là khi chúng ta tụng đủ 5 biến, 7 biến là người quá cố sẽ siêu thoát. Siêu thoát hay không là tùy vào phước nghiệp của họ đã tạo khi còn sống. Nếu như họ có phước thì họ đã được siêu thoát rồi, còn cái nghiệp quá nặng thì họ bị đọa trong những cảnh cõi khổ. Lời kinh của chúng ta không giải quyết được hoàn toàn vấn đề nghiệp lực của họ nếu như chính bản thân người đó không thức tỉnh. Thế cho nên ở đây Thầy khuyên với Phật tử, nếu như có đọc, tụng hay học những lời kinh của Đức Phật thì tự bản thân chúng ta là người phải tu hành, là người phải ứng dụng để có được an lạc trước.
Và tất nhiên khi được an lạc rồi thì ngày mai của chúng ta là những cảnh giới cao siêu hơn. Xin chúc quý Phật tử thực hành thật nghiêm túc những lời của Đức Phật dạy để hưởng được an lạc trong đời sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.